Sáng nay tại trụ sở tỉnh đoàn Hưng Yên, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đến gặp mặt giao nhiệm vụ cho đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội với 980 đại biểu chính thức. Đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên dự đại hội có 12 đồng chí đại diện cho hơn 50.000 đoàn viên thanh niên toàn tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và chúc mừng các đại biểu đã được tín nhiệm bầu đi dự đại hội đoàn toàn quốc. Đồng chí đề nghị các đại biểu đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đem hết năng lực trí tuệ của thế hệ trẻ Hưng Yên để tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực sáng tạo vào các nội dung văn kiện đại hội, như là những chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, lĩnh hội các nội dung kiến thức và kinh nghiệm hay trong hoạt động đoàn và phong trào thanh niên để triển khai có hiệu quả tại địa phương, góp sức xây dựng Hưng Yên ngày càng phát triển toàn diện và bền vững.